Đây phòng ở bờ hồ vợ xem ăn thịt nướng ở Semeru đúng không? Ngoài chỗ mà nó làm sao la đấy, Tôi dọn theo đi. bên trong ấy toàn độ khoảng 5-60 người. Chỗ mà nướng thịt ấy, bên trong nó có cái nhà nó làm sauna, xông hơi, tắm hơi rồi là thịt nướng ở đấy. Hôm nay mua toàn sườn cừu đấy đi. Mười cân thịt vai nè. Ok. Nướng cháy hết. À mà cháy không còn là ông Thanh nó cháy. Thôi cho vừa thôi. Muối nhiều thế. Nó có màu giấy với màu khác là mỗi phần một màu, ông thuật khác nhau. Nghiệp dư mà làm cũng được đấy, cố mà khen bếp lên màu, phòng sáng màu. Đánh dây tận lòng thế vừa là rẻ. Bao nhiêu cân? Thì thằng ngoái thì vẫn mua tầm 1,5 cân. 10 cân. 10 cân cừu. Ở đây làm nó xong đi chứ? Ở đây làm nó xong đi chứ? Mày đi đâu Linh? Hả? Sao sang ông Kim làm gì? Thế ông Kim thì ông ấy mang ấy sang đây bây giờ mà. À, thế sang đi. Xe bây giờ đã đến rồi nhá. Bây giờ thì mời tất cả mọi người let's go thôi. Thời tiết ngày hôm nay thì rất là đẹp. Hiện nay là đương dương là 22 độ ngoài trời. Đây là Vũ Linh đây. Xin chào bà con. Nó có đưa cho mình. Nhìn qua mấy cái. Nhìn
đấy là mùi mùi chuối rồi. Tan nhanh rồi, tan hết rồi. Mưa ngày nào ra tan hay nhầm xanh. Đây là có lắng là phơi lắng. Tan nhanh thật đấy. Tiền vô đi mùa nó tan nhanh rồi. Đây, đeo tắm nhìn đây. Tắm ơi, cậu đi. Phơi lắng, tắm nắng rồi. Tắm nắng thì nói mẹ tắm nước. À, con chim mặc con chim cả chân tắm nắng, tắm nắng này ừ. Ở đây mọi người qua đông hôm nay bớt sư đây Roma bớt Peru với tu sư đây sư đây 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 biết mà. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube về miền tuyết trắng của mình nhá. Và lời đầu tiên thì cho phép mình xin gửi đến tất cả quý vị và các bạn khán giả trên kênh YouTube về miền tuyết trắng của mình một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất nha. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày cuối tuần gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nha. Và sau một tuần mình lại có dịp để quay trở lại hồ Kirova đây. Hôm trước thì mình có quay ở tại đây thì lúc bây giờ là hồ vẫn đóng băng, chưa tan được tuyết. Nhưng mà hôm nay sau một tuần mình đã trở lại hồ này thì trước mặt quý vị và các bạn thấy đây, hồ đã coi là tan hết tuyết rồi, đã trở lại trạng thái bình thường. Và ngày hôm nay thì nhiệt độ ngoài trời lúc này là đương dương rất là ấm áp. Và coi là trước mặt đây các bạn thấy đây, vịt rời rồi là các loại chim bồ câu rất là đẹp nha. Này thì mình ra đây cùng với cả các cầu thủ bóng đá nay ra để liên hoan một bữa. Như hôm trước quý vị và các bạn có theo dõi trên kênh YouTube về miền tuyết trắng của Thanh MC thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi. Thường là sau một trận đá bóng thì là tất cả anh em chú cháu chúng tôi cùng các cầu thủ lại tổ chức coi là đi hồ nướng thịt. Thì hôm nay là buổi tiệc để ra đây nướng thịt cùng với cả các cầu thủ và mọi người nhé. Và ngày hôm nay thì mình sẽ bật mí cho tất cả quý vị và các bạn một món ăn mà tất cả những cầu thủ bóng đá ở trên thế giới này, nhất là những các cầu thủ mà ở khu vực vùng Trung Đông, những người cầu thủ mà dân đạo Hồi thì món này là một trong những món mà họ rất là yêu thích. Đây các bạn thấy đây, ở khu vực bãi tắm thì ngày hôm nay thời tiết rất là ấm cho nên là Tây đi ra ngoài này chơi rất là đông nhá. Hôm nay thì là ngày cuối tuần, ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật cho nên là Tây đi ra đây rất là đông và rất là ấm áp. Bởi vì là thường ở bên này đấy, mùa đông thì là rất là lạnh cho nên là mùa hè là họ đi chơi rất là đông nhé. Sau khi mà tuyết mà tan đi thì này các bạn thấy đây, nước rất là sạch. Bởi vì ở dưới này nó có cát vàng và đá cho nên là nước rất là sạch nữa. Ngoài trời này thì ngày hôm nay là đương dương 21-22 độ cho nên là nhiệt độ rất là ấm. Tây đi chơi rất là đông. Khu vực này thì coi như là đây các bạn thấy đây, bên trên này để các cây bạch dương cũng đã tòi lá hết rồi nhé. Đồ ăn thức uống thì hôm nay là anh em đã mang ra ngoài là hết rồi. Các loại đây, bánh mì đây các bác thấy đây, đây là rượu bạch dương, đây rượu bạch dương. Nay thì mình sẽ bật mí cho tất cả quý vị và các bạn biết về những các cái cách mà coi như là đây là một trong những món đồ nướng mà tất cả các cầu thủ bóng đá ở trên thế giới, nhất là những các cầu thủ mà coi như này dân đạo Hồi là rất là thích cái món thịt cừu nướng này nhá các bạn nhá. Đây. Đây là món sườn cừu đấy. Đây là đầu bếp Kim là đường quạt than rồi đây. Đây là món sườn cừu hôm nay để dành riêng nướng cho các cầu thủ bóng đá ăn nha các bạn nhé. Sau những các cái trận mà đá bóng đấy thì là coi là các cầu thủ là coi là cho ăn thịt cừu vào là chạy nhanh như cừu luôn, chạy nhanh đúng như cừu luôn.
mà những các cái món đồ lướng này là cầu thủ quay là bóng đá ở khu vực châu Âu là một trong những món ăn đồ lướng là rất là yêu thích của các cầu thủ bóng đá ở trên thế giới này, Trung Đông nữa, các cầu thủ dân đạo Hồi đấy. Bữa tiệc ngày hôm nay là coi như là các cầu thủ coi là đá bóng xong là coi như là đánh chén luôn. Năm nào đấy mà cứ mỗi một tuần là anh em chú cháu chúng tôi là tổ chức coi như là đá bóng một lần, thì sau trận bóng là lại coi như là tổ chức đi đánh chén luôn. Đây các bạn thấy đây, ở khu vực này là anh em chúng tôi thuê là cái chỗ này nhá, là cái khu vực nướng thịt này là rất là rẻ, có 100 đô thôi. Đấy, ở trên này thì các cây bạch dương đã coi như là đâm chồi lầy lọc hết rồi. Khu vực bên này thì những các cái nhà gỗ này có tuổi đời rất là lâu rồi nha các bạn nhé. Các cái khu vực mà nhà Svoy Dom của nhà Tây đấy. Bên cạnh này thì những các cái khu chung cư rất là coi là đông. Bên cạnh đây thì có cả chỗ tắm sông hơi massage nhé. Bên trong khu vực này có hết. Các bạn thấy đấy, cuộc sống của người dân Nga, những các cái ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật này thì người dân Nga được nghỉ, cho nên là họ đi chơi rất là nhiều, đi ra cái khu vực này để họ nướng thịt và nghỉ ngơi, họ ra đây họ phơi nắng tắm nắng nhé. Người dân Nga thì da họ rất là trắng, nhưng mà mùa hè thì họ rất là thích nằm phơi nắng để cho nó bong cái lớp da đấy ra và mọc lên một lớp da mới. Quay rất là thực tế để cho các bạn biết này, những các cái cuộc sống hiện tại của người dân nước Nga hiện tại. Khu vực bên này rất là đông luôn. Bên kia chỗ làm đông người luôn. Sau những các cái trận đá bóng thì là cứ thứ bảy chủ nhật là anh em chú cháu cùng các cầu thủ đi ra đây để lướng thịt với nhau, tuần nào cũng vậy. Thơm nhé, bánh mì Nga thơm nhỉ. Sườn cừu đã vàng rộn lên rồi đây. Cầu thủ bóng đá ở khu vực dân đạo Hồi là họ không ăn thịt lợn đâu nha các bạn nhé. Đặc biệt là họ chỉ ăn món thịt cừu lướng thôi. Đây là cầu thủ mà dân đạo Hồi đấy, ở khu vực vùng Trung Đông đấy, như ở Iran, Iraq rồi là Qatar, Ả Rập Xê Út đấy, là họ không ăn thịt lợn nướng đâu, chủ yếu là họ ăn thịt cừu lướng thôi. Nên là hôm nay là mình cũng review quay là làm cho quay các cầu thủ của nhà mình quay là những các cái món thịt cừu đây. Đây, cầu thủ Đình Tuệ đã về đây rồi đây. Quên nhắn tin một đứa là mua bia, mua chai nước. Quên không mang nước ra quay. Mua cái can nước lọc 5 lít. Hỏi rồi ở đây không có. Thịt lợn người nó vàng ươm hết. Hả? Gọi cho đứa nào nó về nó dễ vào. Ai? Sì, vuoi una rotta, ma lo guarda. Ma lo guarda. Đi dạo loanh quanh quay các bạn xem.
thì đó đơn giản đây này, để bọn nó lo, tụi lo đợi cuối được cái hạn nó luôn, mình lo hết là đủ hết, ra hạn hết là đủ hết luôn. Bên dưới này là toàn cát vàng hết. Đấy, các bạn này đấy, view rất là đẹp nha. Ngày cuối tuần là cứ chỗ nào cũng thấy đông người này ra đây. Thịt lướng thịt nước coi là tổ chức coi như này. Cát này là hồ này rất là to luôn, hồ Kirova. Chào các bạn nhá. Nay anh em nhà mình hôm nay đương có mặt ở hồ Kirova. Và hôm nay thì đưa tất cả một số cầu thủ bóng đá hôm nay đi ra đây để đứng phim tại đây đây. Hôm nay thì thời tiết rất là mát mẻ nhá. Tại ở ngoài trời đương dương là 21-22 rồi. Thời tiết rất là đẹp. Các bạn thấy đấy, cuộc sống của những người dân Nga ngày thứ bảy chủ nhật này là họ đi chơi rất là nhiều. Đấy, bây giờ là hết giờ làm việc rồi, các cầu thủ quay là đã về để nhập tiệc rồi đây, cầu thủ Tuyên đây. Cầu thủ Tuyên là một trong những cầu thủ gọi là linh hồn của đội bóng đấy. Các cầu thủ quay là về xong hết rồi. Ôi không bán cùng chó à? Các cổ động viên thì quay là cũng đã ra hết rồi đây. Đây là toàn bộ quay là các cổ động viên quay là ra để nhập tiệc rồi đấy đây. Cầu thủ Đình Tuệ quay là đá bóng cũng giỏi mà lướng thịt cừu cũng giỏi đây. Đây là các cổ động viên gọi là ngoan sinh yêu cũng đã ra đến nơi rồi đây. Ngoan sinh yêu. Những món quay là đồ quay là rất là ngon luôn. Đồ nóng à, thử xem này. Các bạn thấy đấy, các cái món thịt cừu đấy. Ngon à, nóng à. Tuyệt vời luôn. Miếng mỏng mỏng nữa cơ. Nó đầy miếng mỏng không ơi. Mỏng thôi. Hà Mai ơi nhét đây. Thế bọn cái đi chưa? Chưa, với công an ăn. Qua đến rồi gì? Không đưa nào đi ra đây à? Với nhân chứng vật chứng chứ. Nào thôi bây giờ các cầu thủ bóng đá đã về hết rồi. Bây giờ tiệc thì coi là đồ lướng đã xong rồi nhá. Bây giờ nào, anh em chú cháu chúng tôi xin mời tất cả các bạn khán giả trên kênh YouTube về miền Tuyết Trắng nhá, vào nhập tiệc cùng với anh em đâu. Đâu đâu, các cầu thủ đâu rồi, lên đi nào. Xin mời mọi người vào nhập tiệc cùng với anh em chú cháu chúng tôi nhá. Mẫu Bình Minh có làm tí mà. Làm cho bia mà. Ôi, rượu vodka rất là ngon luôn. Dư là ngon, ăn cái thịt số 1 đó. Đây là một trong những món mà quay như là đồ lướng mà các cầu thủ rất là thích nhá. Đây là các cầu thủ Việt Nam thì mới thích coi là món thịt lợn nướng này thôi. Còn các cầu thủ mà nước ngoài đấy là họ chỉ ăn ăn cừu lướng thôi. Họ chỉ ăn món thịt cừu lướng. Đây này. Đây là một trong những món thịt cừu mà anh em chúng tôi hôm nay dành riêng cho các cầu thủ đây nhá các bạn nhá. Rất là ngon luôn. Cái gì có cái giá đây chứ. Đây là toàn các cầu thủ của anh Thảo Ma. Giờ. Thảo Ma 9 giờ. Thảo Ma nhận hàng á? Rủ đi không mà. 6 giờ. Đây là món tương ớt trộn với cả mai lép bên ngoài đi công thì có gì chấm với cả thịt lợn nướng và bay vào mới bảo các loại đi cơ thang máy lên nhìn thấy đang nhặt hàng lấy mẫu bảo chứ anh nào đi 6 giờ ra trước đi 6 giờ nhá. Đây là món lộn kim chi này. Cà rốt và củ cải
Món ngoài là rau mùi này rất là thơm. Vào chuyên gà là bị mất. Nó đã bảo là cái kia không dính vào thì không rơi mất đâu thì... Sao giờ? Đây là món sơn kiều đây các bạn nhé. Rất là ngon. Ngọt lắm. Kiều rất là ngon này, các bạn thấy đây. Đúng giờ đi về cái thôi. Thuyền này kéo mấy chuyến hả? Thuyền giờ. Đã có chỗ nào đâu? Còn chưa biết hành gì đi làm gì. Đấy, sang là có em hòa cà phê miếng. Hà Đồng đâu lên đi. Lỡ có hết thì hút chung. Quý Đồng. Lên đi. Nguyên Tơn nhá, ở đây Nguyên Tơn hết. Khương Trinh. Cầu Thủ Tuyên đâu lên đi. Đây món hôm nay là uống rượu rồi. Còn chai bia cho má. Bạch Dương. Ôi à, ngon. Nào lên đi. Mọi người lên đi. Hả? Minh không uống à? Hết chưa? Hết. Có. Ừ. Mua hai ca nước lọc kìa. Ca đây là Minh à? Có Coca mà. Uống Coca thì uống bia cho nhanh. Hai ca nước lọc kìa. Ôi, chuẩn bị uống nước lọc rồi. Uống lọc một nghìn quần chén đấy. Có con nào có để vậy chứ có con nào đâu. Nào dô lên. Ra ngoài hồ mát mà quý đâu. Không cánh như thế này mà không. Ôi. Có lỗi với thiên nhiên đấy. Thật. Nhanh nhỉ. Ăn uống như này mà không thấy là có lỗi với thiên nhiên thật. Tuần mà tan nhá. Bệnh vào nào. Tuần trước chú cháu mình ra đây là ở dưới mặt mặt hồ vẫn còn đi ở trên băng chưa tuyết chưa tan mà tuần này ra đánh chén này lại hồ đã tan hết rồi. Nào, cầu thủ Tuyên nhá. Chúc cho Tuyên mùa hè năm nay thi đấu coi là tốt nhá. Thi đấu thì đây là một trong những cầu thủ linh hồn của đội bóng này. Đi chuyên qua bên kia được mà, hôm trước đi băng qua bên kia mà đi. Hôm trước thì đi cầu thủ Tuyên thấy hôm nay món thịt cừu nướng cho các cầu thủ ăn thấy tình hình nào? Này ngon. Có ok không? Gọn luôn đúng không? Sao Vũ Linh hôm nay lại sang bên này ngồi không ở bên kia rượu bia gì à? Hôm nay là ban huấn luyện gọi là mấy cả bác sĩ dinh dưỡng là ngồi bên này để tiếp coi là các cổ động viên nữ. Cổ động viên nữ của đội bóng này. Lâm đã bảo các bà phải chia hai phe luôn nhá. Người nhà phe nào thì theo phe đấy để ra cổ vũ cho nó nhiệt tình chứ không phải là chỉ một phe nào. Phe lão hô nó ủng hộ cả hai phe. Nói chung là đi ra đấy xem cổ vũ nhưng mà nó phải đóng bỉm mà không cười. Hai phe. Giờ này mà vẫn chưa thấy vợ con của cầu thủ quay là Hà Tâm ra rồi Tuấn Anh Tuấn Niếc chưa thấy đâu. Không có để nó dùng cũng được. Thôn nhà nó là nó vợ chồng nó định vị nhau rồi. Nên là nó quá được. Có ra cầu lâu bây giờ nghe nó không có cầu lâu hắn ấy gì nó làm gì mà. À, bọn đấy nó lấy về nó bẻ quá nó mất hết rồi. Bẻ khóa cho mày mới thôi. Bán cái xác mày. Không có khóa ra đâu. Không có bán lấy cái đấy thôi. Lấy đồ thôi. Không phải mấy đồ anh không hiểu à. Nó vào trong kia nó mất 2.000 nó mở khóa lại nó thành máy mới trắng tinh. Nhưng máy mới sử dụng. 2.000 nó sao mở được bằng 1.000 anh ạ. Em quên mật khẩu. Đây. Tư duy đây nhân chứng sống. Quên mật khẩu kìa. Từ trước nay là dùng phê đi hôm đấy chú quên mật khẩu.
quên mất mật khẩu xong rồi không mở được thì... ra đây ngồi bây giờ không mở khẩu còn iCloud nữa gì iCloud ngày xưa xác định cái điện thoại nữa bây giờ điện thoại đấy vất đi dò gần đâu nữa mà không mở được cái gì cả. Quả khoai này, bánh mì các bạn này, bánh mì ở Nga này. Các bạn đang kéo phải như đấy là mặt chắc là đi ra về mô lên mặt thì lâm có đá cho sưng mặt xong là nó đẹp người có đâu như máy người có đâu máy lâm có đá cho sưng mặt trước các hãng bây giờ thì mẹ tóc xoan nhưng là phải ai đi giấu nhận được mặt nghe anh yêu ơi đâu ngồi vào Tuyên ơi quay xe lớn cho anh Tháo rồi kìa nào Quý đâu lên đây Bắc Kinh giờ nó cho xe vào đâu được đi được được thằng nào được đi bu ba này 1x1 này cái chạy qua đây tai quấn quẩy nào thảo ra sao làm tí cay cay đi chua chua cay cay hả đội trưởng đội bóng mà lại coi như là thế này để làm ăn khế gì tập đi thật cái ra cướp đồ nên rồi nào thảo ra sau chén đi thịt kiều thịt là đấy các cầu thủ thích đấy món thịt kiều này ai bóc túi làm bao còn lại nhận hàng hay là như nào nhận hàng ấy nhìn hôm nay bà giờ đi mang hàng với chồng cô thấy anh đi ăn thì bã thật thế nhưng mà không ngon biết rồi biết đi nướng thịt được không ai biết đấy không đại bà không đi chứ không phải là mình không cho bà đi được thế nó làm cho mở cửa đến 6 giờ hay là như này đến 6 giờ từ 5 giờ lúc mình đóng cửa này đến 6 giờ nào thôi giống như theo trong những ngoài lổ ngoài là nguy hiểm nhất đấy của đội bóng đấy công an Hà Nội đang định mua đấy thịt thì coi là vẫn cứ lướng coi nào liên tiếp này bác đứng vào làm việc đầu thế là Linh năm nay toàn đá dự bị à em? Dự bị lâu dài. À. Ê. Dự bị chuyên nghiệp. Tình hình hôm nay là các cầu thủ là hơi bị muộn màng đấy. Đấy. Nội trục trặc lỗi kỹ thuật đây này các cổ động viên với cầu thủ bây giờ mới đến này toàn hot girl đây này đấy nhìn thấy chưa đấy. Đẩy hẳn vào trong ấy cho hết vào trong ấy cho hết vào trong ấy đấy đẩy hết vào trong thịt vào trong đây chén đây đánh chén luôn đây ra sau vào đánh chén luôn đây không rộng lắm nào Hà Tâm ra sau vào chào bàn đi cầu thủ Hà Tâm ăn trộm được đồ rồi hơn là cái thằng ăn chưa ăn được đồ chưa nó vẫn là thằng ăn trộm nhưng mà cái thằng là cầu thủ Hà Tâm đây tất cả đối tượng quần là chúng nó không phải là dám móc bởi vì túi quần dễ bị phát hiện túi quần áo là kiểu gì nó móc hết túi áo mới lại đấy mà lại thả kia vậy nhỉ nói chung là anh hiểu này tất cả những cái đồ gì mà nó không sát vào những cái thịt của mình ấy, người tôi buồn nó móc đơn giản nói chung là mấy lông không hút em hút được thằng này thôi chứ trong đấy mà lại để nó móc lột để thế nào đấy hai đứa ra sau ăn đi ừ đấy kêu review kêu rồi là coi như là thịt lợn rồi lầm lợn các thứ để ăn đi sao ừ hai đứa ăn đi coca cô kia này do ra uống đi hả các bà đi ấy rồi không không ăn cừu ấy thế thịt lợn đây thịt lợn đấy mới cả cái Hường ăn thịt cừu thì lấy thịt cừu ăn không ăn nó
phục vụ coi như là tận tình, coi như là các cổ động viên, coi là hôm nay các cầu thủ coi như là giao lưu với cả cổ động viên đây, các fan của coi là bóng đá cầu thủ đây. Nó gọi là công an khu vực này thôi. Căn bản là điện thoại đó vẫn còn định vị là nó đi theo là vẫn có được. Ngon. Không, đang đói nữa cơ. Ngon thì bảo nó ngon chứ phải đổi cho đói. Sao đấy ai đưa cho bạn? Vừa đói vừa ấy. Ngon ngon. Ngon thật. Gần nhà. Đói ăn mới ngon đúng không? Đói ăn mới ngon nè. Nó chả quý ra nó cắn nó mới kỳ quá nó bảo. Ăn của tôi nghĩ đấm vào mồm. Cũng ra một cái gì 500 một xiên. Cứ à? 500 này cơ à? Mình ăn nó đậm đà. Không mà cũng ngon. Đâu mẹ không có rồi. Chắc không đói. Đã bong xong rồi đói. Ngon. Hôm nay ăn cái gì cũng ngon. Hôm nay ăn cái gì cũng ngon. Mấy chung đội trẻ. Cái hông nó bảo anh Lanh à. Năm ngoái đẻ thằng bờ ngoan thì cũng bị mất, cũng bị cướp. Hai lần. Sao đi đâu hết rồi? Lại cái hồ kia hả? Ôi thế ra đấy làm gì? Mình ra đấy rồi ra đấy làm gì? Những cái cây nhà gỗ như này là lâu đời lắm rồi đấy nhỉ. Mà toàn gỗ thông thôi chứ có gì đâu nhỉ. Cái này phải tầm cỡ 50 năm. 50 năm thôi. Các cái này mùa hè nó trồng hoa ở đây mà. Thời tiết rất là mát các bạn. Mới chớm đầu mùa hè. Nhưng mà nhiệt độ coi là 21-22 độ. Thời tiết rất là mát. Tây đi ra chơi rất là đông nhá.
Đấy, các bạn thấy đấy, các em Tây xinh tươi, mùa hè ăn mặc rất là mát mẻ nhá. Em nào cũng vậy. Tuấn Anh đi mà ăn đi. Tuần sau đá là ra cá tầm ấy. Anh Đồng, anh Tuế, anh Minh. Sớm. Nhưng Cáo. Không, nhưng mà em té gấp xuống đây. Nhưng mà bao giờ anh về? Ra từ đầu 8 hay là đầu tuần đầu 8 mới được 15 hay 14. Có liên quan gì mày không? Từ tam xin đó xuống. Có liên quan không? Già có ăn đi, già có ăn. Thì tam xin có ăn lâm. Vui được, ăn được. Tam xin là lâm mình đá cái gì? Tôi là nó chạy nhanh được. Ôi, ông này nhiều. Nguyên Tú. Ôi. Mày hâm mà chú Lâm mày ở bên đội trẻ còn gì mà đội trẻ là ăn ngay đội trẻ chấp đội già hai quả Nguyên này Tú này Lâm này Tâm này đội vẫn như thế cơ mà đội thằng Tâm đấy quý ra nhưng còn gì nó còn kêu cái gì thiết mà này không không nghĩ bao giờ này anh đã ham mong thả mong hết này. Đã 15 phút là phải nghỉ. 15 phút là tưởng tưởng quý chạy khỏe lắm mà. Chạy ra được chú. 15 phút phải thay người. 15 phút đã thay rồi à? Ôi thế cầu thủ thế thì. 15 phút nghỉ chạy rồi bạn đi bàn vẫn ở trong sân. Hôm qua của Betty đáng ra là mình đã cho nó ăn bởi vì lúc nó đá 10 người trên sân. 10 lúc bị bẹt rồi. Bị bẹt là đã có 10 người trên sân. Không, của chính người thằng ông. Ông tự ông đi vào thay Trinh Đóng. Thay Trinh Đóng đây. Nhưng mà Trinh Đóng thì lanh quanh ở trong đấy. Lúc ảnh. Lúc ở chưa đá. Đá Ben bắt đầu cá tàn chạy vào. Đá Ben thì thay trước khi bị Ben. Đá xong rồi thằng Ben rồi. Thì toán mới chạy vào. Đình toán tài nhưng chạy vào để đá. Thế này cái gì? Bảy mươi người. Anh như hôm qua là ca kêu gì mà rõ ràng anh không uống rượu lúc anh uống một ly anh nghĩ mà bỏ nó tao bảo tao uống một chén rượu với cả một chai bia đúng khương này khương quá sai đâu lúc đó là anh ấy rồi không đéo ra ông xem chạy có nghĩa là đạp chuyền bóng đá chân phải ra chân trái mà ông không bao giờ uống có một ly rượu thôi anh uống một ly còn uống một chai bia ông có một ly xong anh chắc chắn là không nghe còn đạp thôi có mới được vài mới chịu thôi hôm qua bóng vào tay uống nước mà nó lo nhanh còn dưới hôm mình đã không đứng yên luôn xong đá bầy kết vị hôm một tầng hơi bên kia là gần bốn tầng bốn tầng bốn bảy bước thơm chứ ngắn cuối luôn rồi bia ngon này quá mày uống bia đấy vào sóc một lần đấy về á xong Tú về sớm rồi chơi đi đã ăn uống đi đã cầu thủ đi đá bóng mà sao lại cứ phải lo việc ở nhà nhỉ tao đây mới biết về à ốm anh ốm à không muối à cũng kiểu ấy mấy ngày trước đi mấy ngày rồi về mấy ngày rồi về ngày đưa kim đi tàu về không cơ taxi hai quả thu chút đợt lại đi chưa thắng cười nó cha là thua tám trận ông ta bắt đầu thua đúng được ông ta luôn thì bữa tao qua là thua đúng không ba trận luôn bạn được đi đá rồi đúng không đúng thua đá quan trọng là gì cái bọn đông đá cái kéo điểm đá như bò đúng không vẫn thắng được tao vẫn tải mày ngu anh đá đá được truyền ngày em thôi tao đá bóng mà không bị truyền thì chán không ngày em sang là đi hội đi tôi tám trận thông đi kìa tôi tám trận thông đưa ông thằng ba sang cờ thua đó ba trận đúng không ba trận thua là quý này ba trận thả ba đá thua cả ba luôn nhục cười nó nhà đấy tao đá mà thế đéo rồi quái ông bọn nó đá bóng mà thằng kỵ trên này đội nhà còn kỵ tao rồi thì đến nơi là đội khách đấy rồi đội nhà còn kỵ thì ba công nhà đâu đối ăn ngày không đá bóng đội nhà
bên kia cứ bắt mình chạy sao được anh Thảo? Anh Thảo thì ra được. Anh Thảo chạy hết. Nhưng anh Thảo vào đây hôn, tôi mới làm hôn nhân viên nó chỉ mà cách đá. Đấy thì đây thịt đúng như làm tiền đạo đỡ phải trả. Đây thịt kiều à. Đây, bao nhiêu thịt kiều lên nướng đây. Bên này mà cho Tuấn Anh sang đây thì anh Thảo anh chuyển cho Tuấn Anh chi việc ghi bàn không? Nhưng mà lần sau rút kinh nghiệm nhá. Đá ở trong này thì chạy đi một tí, ra ngoài kia chạy cứ hụt ở trong này. Chỉ đúng đá nhá. Đá. Không thả chúng nó. Không điên. Cứ ăn đi chồng. Cứ mỗi lần anh khá là đi qua nó bắt rồi. Tuấn Anh nó là ngoài lỗ đấy. Tuyên là linh hồn của đội bóng đó. Đây là món cá thu nướng này. Cá rất là ngon luôn nhá. Khi nào nó vào vòng thấp, không, ham bóng luôn, nó cứ nghiện nó lé luôn. Nó không liên vé nó không chạy, nhưng mà thằng ấy nó đá nó thâm phải không? Bên nhiều thịt quá. Ở cánh gà hôm nay không thấy lướm mẻ nào. Bây giờ đấy, quân đi bộ thấy tờ, tao không có đây, không có qua đây. Trong tao về đấy trời, không có đây quân đi, quân nữa làm gì được đúng không? Má. Chồng hôn đi con đi á. Tôm hết thì cái cái làm với tờ làm được cái đấy. Chờ tay tay. Ôi kiểu hay cái ngon. Nhưng mà khó được, con tay nó vẫn làm được theo cái tờ này, theo chất cứ hết. Con tay nhưng mà mình đâu có cái tờ được. Bây giờ đứng tờ mình cứ cuộn đi hết, làm được chất được về đâu. Giờ tôi có kiểu đúng không? Mình no là lo rồi. Anh nhà chưa ăn kiểu à? Nó hôi ăn đấy. Mang con bên kia đi, khẩu bên kia ăn kiểu này. Ông kia này. Món này là coi là ra để coi này. Anh Kim ra cái lóng. Con trai Thảo nào, con trai nó uống nhiều. Hôm nào anh đi được hôm hai trai là vừa. Hôm nay tao hơn anh uống mấy trai luôn. Biết anh Thảo uống rồi thì cứ mang dùng 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 cha chung không ai khóc. Đây là bây giờ biết là Ôi, đi tắm hơi là mẹ 10 thằng mà mỗi thằng đều 5 chai với 6 chai, bây giờ một thằng vác bia ra uống phải tự mang gì nữa. Ăn uống bao nhiêu mà tắm hơi, tắm hơi mà uống 2 két. 2 két thiếu 50 chai cơ mà. Mỗi thằng 5 chai là 9 thằng 10 thằng 50 chai rồi. Hôm rồi tắm hơi thì anh gặp mấy tắm gốc. Đúng rồi. Không nhưng mà đi. Đi tắm hơi uống cái bia của nó vẫn ngon hơn. Bia của nó cũng ngon lắm. Không mang bia chai để uống ngon này. Không, cái bia mua ở trong của nó uống thơm. Ông uống cái bia đấy là bia đắt nhất. Đây, hôm đấy tao uống cái bia đấy. Ông hôm đấy tao đi đây uống. Bia quay là thơm. Mình uống quay là thấy thơm lắm. Hơn 2.000 một bình bia thì mình bảo ông người ta tính tiền mà chứ. Mày có tính nhầm ra không? Mình lo giả ra đây đi vơ. Ơi đèo mẹ là cứ cái loại nào đắt nhất uống. Eo rồi. Tội gì? Ngon mới ăn. Riêng là ăn là cứ phải ngon, uống phải ngon mới uống. Ôi đèo này uống ngon thế như này. Nhắc người. Không ngon ăn làm gì uống làm gì. Nhưng mà đúng rồi. Đi tắm ở đấy nhá. Đi tắm ở đấy là 7 người, 8 người nó bình thường ấy. Thôi có lẽ cái video trên kênh YouTube Bia về miền tuyết trắng của Thanh MC
đến đây mình cũng xin kết thúc tại đây nhé. Video cũng dài rồi. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn khán giả ở trên kênh YouTube Về Miền Tuyết Trắng ở những video tiếp theo nhé. Đây là một bữa tiệc liên hoan sau trận đấu bóng đá này. Và đây là một trong những món gọi là các cầu thủ bóng đá ở trên thế giới ai cũng yêu thích, những các cái món mà coi là thịt cừu nướng, cừu rắc muối. Bạn thấy đây, món thịt cừu rắc muối này là các cầu thủ ở khu vực vùng Trung Đông, nhất là người dân đạo Hồi, họ không ăn thịt lợn mà họ ăn thịt cừu, cho nên là tất cả các cầu thủ là ở vùng của Iran, Iraq, Ả Rập Saudi đấy, là người ta ăn rất là nhiều. Rồi nhá, xin bye bye mọi người nhá, và hẹn gặp lại tất cả khán giả ở những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn khán giả ở trên kênh YouTube Về Miền Tuyết Trắng có một ngày nghỉ cuối tuần gặp nhiều niềm vui và may mắn. Chúc tất cả quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, tươi trẻ. Nó chui sang thế, ăn cá kìa. Thôi bây giờ ăn xong rồi phái đoàn nhà mình bắt đầu đi về nhé các bạn nhé. Bây giờ là 20 giờ rồi. 8 giờ tối rồi. Bây giờ đi bộ ra kia để cho lo khỏe người. Đi bộ từ đây về nhà là tầm độ khoảng 1 tiếng. Đấy, các bạn thấy đấy, tay hút xì xa đấy. Thời tiết rất là đẹp. Tay cứ ra đây nướng thịt nướng thiếc coi nè, đánh chém suốt thôi. Bếp khói lửa thơm ngào ngạt. Phái đoàn coi là Việt Nam đi đây, các bạn thấy đây, phái đoàn của Việt Nam đấy. Bên này là Lai Mai mùa hè là cứ 12 giờ đêm trời nó vẫn sáng nhá. Đây, cây cối là coi là bắt đầu nở mở. Đây, lá coi là đã mọc hết lên rồi đây. Đấy. Rất là đẹp luôn nhá. Hệ thống coi là giao thông coi như là tàu điện ở trong thành phố coi là đi coi là xung quanh thành phố coi là rất là coi là thuận tiện. Hệ thống coi là giao thông rất là ok luôn. Đi bọn đường đi tàu mà đi thẳng này. Đấy, các bạn thấy đấy, nước Nga rất là bao la và rộng lớn. 43 cái nhà kia nó nhỉ? Đây, đây, đây đường mà. Đây, đây, đi thẳng. Đây, 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 đây. Thank you.
phái đoàn coi là đi ăn tiêu trong gia đình về coi như này. Sau hơn một tiếng đi bộ thì bây giờ đã về đến khu vực nhà rồi đây. Về đến vị trí ẩn nấp. Đây, tất cả quay là chân ngắn chân dài, quay là các cầu thủ quay là đi đánh chén bây giờ là quay là sau hơn một tiếng đi bộ từ Kirova đã về nhà đây các bạn đấy. Đường phố nước Nga buổi tối lúc này là hơn 9 giờ tối rồi.